Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Thì thưa các bạn là những giống như tiêu đề đấy là tại sao chúng ta lại cần phải nên sử dụng một cái rắc cắm loa để mình bảo vệ cho cái những cái cặp dây loa của mình, đúng không ạ? Thì thưa các bạn là đối với cả những cái dòng rắc như thế này thì nó cũng chất lượng của nó cũng rất là ok nha các bạn. Đấy, những loại rắc chân đồng như thế này, khi mà mình gắn vào còn dòng dây loa của mình chẳng hạn đó, thì nó sẽ cho cái việc mà cái chất lượng của nó sẽ được bảo vệ rất là tốt, nó sẽ không bị oxy hóa hoặc là nó bị màu mè, nó bị thay đổi nhé, khi mà mình bị tiếp xúc bởi cái môi trường nóng ẩm như ở Việt Nam mình chẳng hạn đó. Ví dụ như một cái jack nó sẽ gắn vào như thế này và mình sẽ tiến hành co nhiệt của nó vào thì nó sẽ cho cái chất lượng mà được đảm bảo rất là lâu dài các bạn nhé, lâu dài. Thì thưa các bạn, ví dụ như đây chẳng hạn, đây đây là mình ở đây là những cái dòng dây loa quân sự nha các bạn. Mình sẽ có một cái video mình sẽ giới thiệu vào các cái dòng dây này đó. Thì thưa các bạn, như đây các bạn nhìn này, mình sẽ lấy nét cho các bạn nhé. Các bạn có nhìn thấy một cái màu của nó hơi đen đen như này đúng không ạ? Đấy. Tại sao nó có màu như này? Thưa các bạn, là cái dây này của nó là mình để ở một cái khoảng thời gian dài, mình để ở một cái khoảng thời gian dài ở ngoài môi trường thì nó sẽ, dù nó là lõi đồng mạ bạc các bạn nhé, nhưng mà để một thời gian ngoài bên ngoài thời gian đấy, nó cũng sẽ bị ngả màu như thế này các bạn nhé, ngả màu như thế này. Đấy, thì lúc đầu khi mình mới bắt đầu mình cài vào dây vào thì cái chất lượng của nó cũng không hề thay đổi gì nhiều, nhưng mà sau một khoảng thời gian, do cái thời tiết Việt Nam của mình là thời tiết mà nóng ẩm các bạn nhé, nóng ẩm, độ ẩm rất là cao. Đấy, cho nên rằng là nó sẽ rất là dễ bị oxy hóa cái dòng dây như này các bạn nhé. Đấy. Chứ không phải là cái này, nó không phải là dòng dây 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 nhôm mà nó bị đâu các bạn, không phải đâu bạn nhé. Mình sẽ cắt cho các bạn xem cái phần lát cắt của nó này. Đây. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy đồng đỏ bên trong chưa, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, nó là đồng đỏ bên trong và nó mạ bạc nha các bạn. Tất cả những cái dòng dây này cũng thế, dù là những cái sợi bạc mịn, càng tơ mịn nhé thì cái khả năng mà nó bị oxy hóa càng nhanh. Đấy, bởi vì là nó có rất là nhiều những cái sợi nó mỏng như này và cái tiết diện tiếp xúc của nó rất là lớn. Thì như mình đã phân tích rất là nhiều ở cái video là đối với cả những cái dòng dây loa ấy mà có nhiều sợi nhỏ này thì cái bề mặt tiếp xúc của nó rất là tốt và tín hiệu truyền rất là chi tiết nha các bạn. Và đó nó cũng là nhược điểm khi mà mình để ở ngoài môi trường bên ngoài như thế này. Đấy. Cắt ra thì nó vẫn là đồng đỏ nhưng mà thực tế là nó sẽ bị oxy như thế này các bạn nhé. Đấy. Còn những cái dòng dây này thì các bạn yên tâm là cái chất lượng của những dòng dây như này cực kỳ là tuyệt vời luôn, không bao giờ nó bị kém chất lượng đi đâu nhá. Nếu như mình đi và đưa vào rắc, đưa vào đầu rắc của nó thì nó rất là ok. Mình sẽ cho các bạn xem cái chất lượng của những dòng như này. Con này của nó là những dòng như vỏ tép lông nha các bạn. Nó sẽ không bao giờ nó bị, nó không xi nhê gì dưới ngọn lửa cả, giống như bình thường nhé các bạn. Khi mà mình sử dụng một cái dây kém chất lượng ạ, mình đốt nó sẽ cháy, nhưng con này thì không bao giờ, nó rất là nóng luôn đấy các bạn. Này các bạn thấy không, khi mình đốt lên nó sẽ có cái màu đỏ, bạn thấy không, nó sẽ chuyển ngả sang cái phần đỏ của đồng, bạn nhìn thấy không, nên nhìn thấy hai cái rất là nóng luôn đấy các bạn, sờ vào rất là nóng. Các bạn tưởng tượng là mình đốt trên một cái ngọn lửa trong vòng, các bạn thử đốt một cái vật liệu gì đấy trong vòng khoảng chừng 10 giây, các bạn sẽ thấy hiện tượng của nó như thế nào. Còn đây là những cái vỏ tép lông như thế này nha các bạn, tép lông như này, mình cho các bạn xem và tép lông của nó chất lượng nó như nào. Đây là cái dòng dây quân sự nha các bạn đó. Đấy, các bạn có thể nhìn này. Đó, đó. Bạn đốt cỡ như này, các bạn biết nhiệt độ lúc này nó đang tầm bao nhiêu không? Nó phải vài trăm độ C luôn các bạn. Giờ mình bắt đặt tay vào đây và phát ra là bỏng ngay. Đấy. Đó. Nóng vô cùng luôn các bạn. Đấy, thì đấy là chất lượng của nó. Và khi mà mình gắn thêm cái rắc loa như này này các bạn này. Đó, thì cái chất lượng của nó ở bên trong nó sẽ không bao giờ mà nó bị ảnh hưởng, nó bị xi mạ gì các bạn nhé. Nó sẽ lúc mà mình cởi ra nó sẽ vàng óng luôn, đồng thì nó vàng óng luôn mà mạ bạc thì nó sáng sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, thì khi mà mình đi qua rắc và mình đi qua co nhiệt đó như này các bạn nhé. Đấy, thì đấy chính là cái lý do mà mình khuyên
các bạn nên sử dụng thêm cái đầu jack này. Vậy thì khi sử dụng cái đầu jack này thì ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Cái gì nó có ưu điểm thì nó cũng có nhược điểm các bạn nhé. Ưu điểm của nó là gì? Giữ cho cái dây này của các bạn nó không có bị xỉn màu như thế này. Đấy, và nó sẽ rất là bền, độ bền nó rất là cao, độ ẩm nó không lọt vào được, bụi nó không lọt vào được. Đó. Và nó sẽ cho cái chất lượng mà dẫn truyền nó sẽ khá là ổn định nha các bạn. Ổn định từ đầu đến cuối có nghĩa là hôm nay bạn lắp thì một năm sau chất lượng của nó vẫn là như vậy, đúng không ạ? Khi lắp qua jack này. Vậy nhược điểm nó là cái gì thì thưa các bạn, là đối với cả cái dòng mà dây dẫn âm thanh thuộc về dây dẫn tín hiệu, thì khi mà các bạn sử dụng nhiều mối nối quá thì nó gọi là jack chuyển ấy, thì nó sẽ cho cái chất lượng nó cũng có cái sự suy giảm nhé các bạn nhé. Ví dụ như một cái dây này các bạn cài thẳng vào, đúng không ạ, thì nó sẽ là một đường, nó sẽ đến thẳng cái cọc loa của các bạn đó, liền mạch đấy, các bạn không nên nối dây đấy. Nhưng nếu như mà khi mà qua một cái con jack như thế này, đúng không ạ, thì nó sẽ thêm một lần jack chuyển nữa đó, thì ở mỗi một cái lần tiếp xúc như vậy thì nó sẽ có những cái độ suy hao về tín hiệu, đúng không ạ? Nhưng cái mức suy hao nó là bao nhiêu thì mình sẽ bàn kỹ về cái vấn đề này, câu chuyện này các bạn nhé. Nếu như các bạn sử dụng cái dây cài này trực tiếp thì đúng theo lý thuyết là nó sẽ một đường nó sẽ chạy thẳng vào đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà các bạn là sử dụng trong một khoảng thời gian đó, thì cái màu của nó sẽ bị như này, và đương nhiên là cái độ truyền dẫn của nó thì các bạn cũng biết rồi đấy, là nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, đúng không ạ? Thế còn khi mà mình cho nó qua cái jack, khi nó cho qua cái jack loa thì ngay từ đầu nó có một cái độ giảm, nhưng mà mình nghĩ là không đáng kể. Bù lại thì nó sẽ, cái chất lượng của nó sẽ ổn định mãi theo thời gian các bạn nhé. Đấy, và ngoài ra nó còn thẩm mỹ rất là đẹp nữa. Đó. Thì có rất nhiều cái quan điểm trái chiều khác nhau về cái việc là nên dùng jack không nên dùng jack. Có rất nhiều bác nói rằng là không dùng jack mình cắm thẳng vào đó ok. Quan điểm của em thì nên dùng jack nha các bạn. Nên dùng jack. Đấy. Nên dùng jack. Nó có suy hao chút xíu thôi nhưng mà nó ổn định mãi mãi. Còn khi mà các bạn không thì các bạn chỉ được một vài tháng đầu tiên thôi. Nhất là cái thời tiết mà nóng ẩm, mà đặc biệt nhà nào mà có cái độ ẩm, người ngoài Bắc thì nó có cái nồm, trong Nam thì độ ẩm nó cũng lớn các bạn nhé. Đó thì nó sẽ, cái màu dây này của nó, khi các bạn kiểm tra cái phần phía sau của nó mà màu dây của nó bị thay đổi, có nghĩa rằng là chất lượng nó đã giảm đi rồi các bạn nhé. Đó thì cái video này mình sẽ phân tích một chút về cái việc là có nên gắn jack hay không. Thì đâu đó các bạn cũng sẽ có những điểm đúng, có những điểm sai. Thì các bạn vui lòng góp ý kiến xuống cái phần comment nhé. Những phần nào mà mình thấy chưa được thì mình sẽ điều chỉnh và hoàn thiện hơn về cái phần kiến thức của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.